rồi ha. Còn máy móc em đã mở rồi nữa nha. Rồi giờ em soi cho bà con mình xem cái máy nó như thế nào ha. Đó, cận cận cái máy đó. Con này thì mới về nha, con này xe mới về cho nên là em chưa có tẩy rửa, chưa có dọn dẹp gì khác nha. Nó hơi dơ nha nha, đó nó hơi dơ, nó hơi bung cái này. Rồi lại là em đây cả nhà ơi, lại là Tòng An Phát của cả nhà mình đây. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe ha, một ngày mua bán làm ăn thật là thuận lợi hơn, phát triển hơn, gia đình thật là sung túc và ấm áp hơn ha. Thì hôm nay sau lưng em đây là mẫu xe Ford Transit đời 2012. Con xe này đã lên nhiều option, nhiều đồ chơi cho cả nhà mình rồi ha. Thì hôm nay em sẽ quay lên và chi tiết cho bà con mình xem con xe này chất lượng nó như thế nào, giá cả nó ra làm sao, nội thất nó sạch sẽ hay sao, đồng sơn nó như thế nào. Thì anh chị em bà con mình hãy dành ra cho Tòng An Phát chút ít thời gian để xem giải trí. Và anh chị em bà con nào có nhu cầu thật sự muốn mua xe thì cứ nhắc máy lên gọi điện cho em qua số hotline của em nha, số 0988 454 318 ha. Bây giờ bà con hãy đi theo chân của em để theo dõi cái xe này như thế nào nha. Rồi ha, trước mắt anh chị em bà con là một mẫu xe Ford Transit đã qua sử dụng rồi nha cả nhà, đời 2012 thôi. Thì con xe này nhìn cái option ở phía ngoài thì rất là đẹp và cái máy rất là chắc luôn. Thì con xe này giá cả nó như thế nào thì bà con mình hãy theo chân của em đi thêm và coi thử nó như thế nào, em báo luôn cho bà con mình xem ha. Con này thì chưa có lên mâm đúc nha cả nhà. Đó, nó hiện tại là đang mâm sắt và nó đã lên lên cái mui trước nè, mui sau, lên đèn cột nha. Đó, em sẽ quay chi tiết bà con. Mình thùng rất đẹp nha, mình thùng rất đẹp, rất thẳng, đồng sơn rất là mỏng manh luôn. Đồng sơn con này nói chung là đã qua dầm tuốt, đó sơn viên cũng còn nhưng mà đã qua dầm tuốt nha. Đó, em này đã lên đèn cao nha nha, lên mui, đó lên mui, lên đèn, nội thất rất đẹp, rất là sạch sẽ. Chủ nói chung chủ trước khá là chơi, đó khá là vô khá là nhiều đồ chơi luôn. Đó, trần nè, đó bà con mình thấy không, rất là đẹp, rất là long lanh luôn. Thì con xe này bên cửa hàng cũng như salon bên em đang chào bán với giá là 350 triệu nha, có bớt cho bà con mình ha. Đó, bà con cứ đến trực tiếp salon bên em lựa chọn và trao đổi thêm thông tin. Mà anh chị em bà con nào muốn biết cửa hàng hoặc là salon bên em như thế nào cứ mạnh dạn gọi điện cho em hoặc là để lại số điện thoại trên bình luận, em sẽ lên em gọi cho cả nhà của mình, sẽ có em sẽ lên tư vấn cho cả nhà của mình khi muốn mua xe và trải nghiệm những cái dòng xe bên em bán ra nha cả nhà. Đó, thùng sàn nè, đó sàn của nó nè, sàn đồ rất là sạch sẽ, không có mục mọt gì nha cả nhà. Con này nằm ở vùng Đắk Lắk ha, Đắk Lắk cho nên là xe bà con mình đừng có sợ về cái vấn đề mà mục mọt em nói nha. Đó, gầm bệ nè, một hồi nữa em sẽ quay luôn cái phần máy móc nó, rồi em lên cái nội thất cho bà con mình xem luôn. Đó, thì xe có như thế nào thì bà con mình hãy xem và cùng đánh giá chung với em ha, để bà con mình biết thực tế cái xe nó giá trị đến cỡ nào. Đó, thì con xe này bên cửa hàng cũng như salon bên em đang chào bán với giá là 350 triệu nha, có bớt cho bà con của mình. Đó, mâm niền vỏ lớp rất đẹp nha cả nhà. Đó, cua vè nè, cua vè thì mấy cái này có dáng nè mọi người, em nghĩ là nó có hơi mục mọt tí xíu nha. Đó, có dáng, bà con nào mà ưng thì bên em sẽ dọn tuốt lại cái phần đó cho cả nhà mình cho nó đẹp đẽ hơn, nó sáng bóng hơn để cả nhà mình yên tâm hơn, để mà lựa chọn được một con xe chất lượng chạy dịch vụ thì bà con hoặc là chạy học sinh thì bà con mình hãy gọi cho em nha. Con xe này nói chung giá nó tầm trung, thì anh chị em bà con nào đã kinh doanh rồi có thể để là mình sợ là bỏ ra số vốn nhiều thì gọi điện cho em ha, để rước em nói nè. Mấy cái khu vè ở cái chỗ cái cửa nè, bước lên bước xuống nè, đó cái nách nét rồi nè, nói chung là cũng còn khá là liền xe, khá là đẹp xe ha. Đó, thì con xe này đã lên cái màn hình nè mọi người, đó đã lên màn hình nè, đó trần thì lên khá là đẹp nha cả nhà. Con này cửa lùa luôn ha, cửa lùa điện luôn nha cả nhà. Đó, đã lên toàn bộ hết là 5D. Đó, ngồi rất là sang trọng luôn, sang chảnh luôn, giá lại rẻ. Con này rất là thích hợp cho anh chị em bà con mình đưa rước cán bộ công nhân viên hoặc là bà con mình muốn đưa rước học sinh. Đó, giá tầm trung, có thể là rước ngay em nó về nha, rất là đẹp. Hiện tại bên cửa hàng cũng như salon bên em rất là nhiều các dòng xe để bà con mình lựa chọn đi Tết. Nó từ xe khách Samco, nó có thể chạy dịch vụ, rồi từ xe khách 16 chỗ đến xe 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 8 chỗ gì đó, bà con nào cần
cái dòng xe nào đó thì cứ nhắc máy lên gọi điện cho em ha. Bên em hỗ trợ cái phần giấy tờ pháp lý cho cả nhà của mình nha. Xe thì rất là liền lạc, rất là đẹp xe. Con nào quan tâm thì gọi ngay cho em, 350 triệu ha. Đó. Cụm đèn này cũng đã dán dán rồi. Thì anh chị em bà con nào ưng thì để, còn không ưng thì có thể lột ra. Đó. Đồng sơn này nói chung là bà con mình về có thể là đi ngay nha, không cần phải dặm tuốt gì hết nha cả nhà. Con này thì đăng kiểm còn dài, đăng kiểm còn tới tháng 4 năm 23 nha cả nhà. Đó. Xe thì về phần đồng sơn theo em đánh giá thì bà con mình không phải làm gì hết. Đó. Còn ở phần đèn này thì bà con mình ưng ưng thì có thể để như thế này là chạy được, còn không thì mình ngỡ ra. Đó. Rồi bây giờ không có nói vòng vòng, không có nói xàm xàm mất nhiều thời gian của bà con của mình, để bà con của mình có thể là ghé những cái kênh khác, bà con mình xem và lựa chọn những con xe mà thực sự ưng ý, thực sự chất lượng nha. Rồi bên em cũng có tuyển cộng tác viên, cái này thì nào theo năm tháng cũng mờ mờ bạc bạc màu hay cái nha, cái đó là nách mà. Tuyển cộng tác viên để trao đổi và bán hàng ha. Đó, cứ giới thiệu khách cho em thì em cũng sẽ có tiền hoa hồng cho người giới thiệu nha cả nhà. À, audio cả nhà mình coi nha. Cửa số em nói nè, đó là màn hình nè, rất là đẹp, rất tuyệt vời nha. Máy đã nổ, máy nổ rất là đẹp, là ấm luôn nha cả nhà. Máy nổ rất là ấm, rất là ngon, rất là ok con dê luôn nha. Rồi bây giờ để em mở cái khoang động cơ ra cho cả nhà mình xem nó như thế nào ha, để cả nhà mình hiểu rõ hơn về cái máy móc của nó nha cả nhà. Rồi ha, phần máy móc em đã mở lên cả nhà. Rồi giờ em soi cho bà con mình xem cái máy nó như thế nào ha. Đó, cận cận cái máy đó. Con này thì mới về nha, con này xe mới về cho nên là em chưa có tẩy rửa, chưa có dọn dẹp gì hết nha. Nó hơi dơ nha cả nhà, đó nó hơi dơ, nó hơi bung. Cái này thì em vệ sinh lại cho nó sạch sẽ đẹp đẽ cả nhà mình nha. Xe mới về ha. Máy số là không cửa bàn nha, máy số là không cửa bàn nha, rất là ok luôn nha, máy số là cực kỳ luôn. Lúc này em quay chậm cho cả nhà mình xem nha, để cả nhà mình xem và đánh giá nha. Đến đây thì em cũng đã dành rất nhiều thời gian để quay và giờ lấy nhiều thời gian của bà con của mình rồi. Đó, mong sao bà con mình kết em nói thì có thể là liên hệ lại với em nha, để có được cái giá tốt nhất cho bà con của mình dịp cận Tết này, có thể là mua một con xe để đưa đứa học sinh, mua một con xe để có thể là chạy dịch vụ, có thể là kết hợp gia đình. Đó, mong sao anh chị em bà con của mình xem video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em và đóng góp thêm ý kiến cho em ha. Rồi, đến cuối video em xin chúc toàn thể cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn nha.